trước khi nắn và bó cho bệnh nhân thì nhà thuốc xem qua hình ảnh và kết quả gáy của bệnh nhân. Trên phim của bệnh nhân bị vỡ xương gót. Hình ảnh xương gót bóc tách ra ngoài xuống và di lệch xuống dưới. Bệnh nhân bị vỡ hai xương gót bên phải của nhân thì bị nặng hơn, bên trái của nhân thì bị nhẹ. Hình ảnh vỡ xương gót băng ngà có cao không? Chấn hết. Chống chống gót xuống à? Chán lên rơi này. Rơi đất cái này. Không đi đúng giờ rồi. Chân làm cái chân mất tỉnh. Không có tỉnh. Thì anh bác kia ở ngoài không? Ngoài bác bao tuổi rồi? 60. Bác quê ở đâu? Quê ở đâu? Bác quê ở đâu? Đi đứng. Đi đứng Nam Điền. Chịu có đau tí nha. Anh ra gì đây anh ơi? Em vâng. Đấy. Đi gọi nạt chứ. Đấy. Một ngày anh đủ rượu cho bác đi 3 lần đấy nhé. Anh ấy. Sáng, trưa, chiều, tối. Muốt từ đâu một tí nó dạng tí đầu bác bị dạng vẫn phải dạng bác bị dạng cái xương gót bên này bác bị dạng hai gót rồi một bên gáy một bên dạng rồi thế nào luôn. Chống hai chân xuống bên vớ xương gót dạng xương gót này bình thường ra một bên này rơi thẳng này rơi thẳng xuống thì hai chân là chỉ hai chân thẳng ráo á rơi thẳng ráo xuống ráo à rồi không phải là ráo thì đúng rồi. Trong trình bố thì bác tuyệt đối không rượu bia nhé. Rồi, bác thay đổi nhé.